Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin kết quả ban đầu vụ giết người xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, khiến hai người tử vong. Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 8 tháng 6 năm 2024, Nguyễn Đình Quỳnh sinh năm 1975 ở thôn Đồng Mỹ đến nhà bố mẹ đẻ là ông Nguyễn Đình Ngự sinh năm 1939 và bà Hoàng Thị Nết sinh năm 1939. Đối tượng đã sử dụng một cây gậy sắt đánh hai ông bà tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Công an xã Lý Thường Kiệt đã khống chế bắt giữ đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và huyện tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Được biết, Quỳnh là đối tượng tâm thần được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Kinh Hưng Yên từ năm 2013 đến tháng 1 năm 2024. Hiện tại đang sống tại gia đình và có trong danh sách người tâm thần kinh có nguy cơ phạm tội của địa phương. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.